giờ cô Mi Nhỏ hỏi em nha, nếu như mà em hư thì cô Mi Nhỏ làm cái gì em? Phạt em, phạt như thế nào? Quạt thì khoanh tay, Đúng rồi, rồi khoanh tay như thế nào? À, rồi sao nữa? Đúng rồi, rồi sao nữa? Rồi nếu em khóc hoài thì sao? Thì khoanh tay nhiều. Đúng rồi, là không được bỏ tay xuống. Khi nào mà em nín thì mới được bỏ tay xuống. Còn nếu em khóc hoài là em phải khoanh tay hoài. Đúng chưa? Nhưng mà hả, lỗi là của ai? La Vi làm lỗi xong rồi La Vi phải làm sao nữa? Phải xin lỗi. Đúng rồi, phải xin lỗi nha. Phải xin lỗi, khi La Vi làm lỗi là La Vi phải xin lỗi nha. Ok, nhưng mà La Vi có được làm lại việc đó nữa hay không? Dạ hơn cô Mi. Đúng rồi.